Vị và các bạn, sáng nay 13 tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã tổ chức lễ động thổ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Liên Hà Thái Green IP1. Đây là dự án trọng điểm đầu tiên trong khu kinh tế Thái Bình. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và cùng thực hiện nghi thức động thổ dự án. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Liên Hà Thái có tổng vốn đầu tư 3.885 tỷ đồng với diện tích sử dụng đất 588,84 ha trên địa bàn xã Thụy Liên và thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy. Thời gian thực hiện dự án là 50 năm. Với vị trí thuận lợi trong việc kết nối giao thông với thành phố Hải Phòng, khu công nghiệp Liên Hà Thái nói riêng và các khu công nghiệp trong khu kinh tế Thái Bình nói chung sẽ là điểm đến mới có sức hút lớn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Để dự án sớm được triển khai, thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ban ngành trung ương tạo điều kiện sớm phê duyệt, quyết định chủ trương đầu tư dự án khu công nghiệp đô thị dịch vụ Liên Hà Thái để Ủy ban Nhân dân tỉnh có cơ sở căn cứ triển khai các bước tiếp theo, đồng thời đồng ý chấp thuận phê duyệt cho tỉnh Thái Bình tiếp tục được thành lập các khu công nghiệp đô thị dịch vụ khác trong khu kinh tế để tỉnh sớm hiện thực hóa được mục tiêu vai trò khu kinh tế là động lực phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Khu kinh tế Thái Bình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thành lập tại quyết định số 36, bao gồm 30 xã, một thị trấn thuộc hai huyện Thái Thụy, Tiền Hải và phần tiếp giáp ven biển với diện tích tự nhiên 30.583 ha. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã khẩn trương chỉ đạo triển khai lập quy hoạch phân khu các khu chức năng trong khu kinh tế, đồng thời rà soát các quy hoạch liên quan đảm bảo đồng bộ với quy hoạch chung. Xây dựng khu kinh tế để làm cơ sở thu hút đầu tư, ban hành quy định về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trong khu kinh tế giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 đến 2025.